Vòng chung kết Euro 2024 đang nóng hơn bao giờ hết khi các đội bóng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường đến Đức tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già. Trong bất kỳ giải đấu nào, điều mà người hâm mộ quan tâm chính là việc tìm ra bảng đấu được xem là tử thần, với 4 đội tuyển không quá chênh lệch về trình độ cũng như hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc đối đầu đầy kịch tính. Ở kỳ Euro lần này, bảng B được nhiều chuyên gia nhận định là khó đoán nhất với sự xuất hiện của 4 đội tuyển Ý, Tây Ban Nha, Croatia và Albania. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đưa ra nhận định về bảng đấu được xem là tử thần tại vòng chung kết Euro năm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về nhà đương kim vô địch Italia. Sức mạnh của họ đã suy giảm đáng kể so với cách đây 3 năm khi các trụ cột đã giải nghệ cũng như không còn ở đỉnh cao phong độ. Chính vì vậy, huấn luyện viên Luciano Spalletti đã mang đến Đức bản danh sách có sự kết hợp giữa sức trẻ cùng kinh nghiệm với nòng cốt bao gồm thủ thành Donnarumma, bộ đôi tiền vệ Jorginho, Barella hay Federico Chiesa cùng Stefan Ansaldi ở hàng công. Có thể đội tuyển áo thiên thanh không được đánh giá quá cao, nhưng hãy nhớ rằng cách đây 3 năm cũng chẳng ai nghĩ rằng họ sẽ đăng quang tại Euro 2020 ngay tại thánh địa Wembley của người Anh. Chính vì vậy, một lối chơi kỷ luật chắc chắn sẽ là thứ vũ khí mà Azzurri mang đến giải đấu này với hy vọng tiến sâu nhất có thể. Còn chặng đường bảo vệ danh hiệu thì chắc chắn là không hề dễ dàng. Ở giải đấu lần này, Italia sẽ tiếp tục trông chờ vào tuyến giữa với những ngôi sao giàu kinh nghiệm Jorginho cùng Nicolò Barella. Bộ đôi này sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc triển khai ý đồ của cựu thuyền trưởng AS Roma. Hàng phòng ngự chứ danh có thể không còn nhiều hảo thủ, nhưng chỉ cần cặp tiền vệ trung tâm này thể hiện đúng phong độ của mình thì Ý sẽ là ông kẹ thật sự tại bảng đấu tử thần này. Với những chú bò tót Tây Ban Nha, họ đã không còn được đánh giá quá cao ở những giải đấu lớn. Và huấn luyện viên Luis de la Fuente đã mang đến Đức dàn lực lượng kết hợp giữa sức trẻ cùng kinh nghiệm. Với bề dày truyền thống luôn mạnh mẽ nơi tuyến giữa, đội tuyển từng 3 lần vô địch Euro sẽ trông chờ vào các tiền vệ như Rodri, Pedri hay Martin Zubimendi. Đáng tiếc ở giải này chúng ta không có những Gavi hay Koke vì nhiều lý do khác nhau. Vấn đề mà ông thầy 62 tuổi cần giải quyết chính là hàng công, khi không có bất kỳ tiền đạo nào đủ sự tin tưởng để giúp Tây Ban Nha giải quyết đối thủ. Alvaro Morata, Nico Williams đều có phong độ không quá thuyết phục. Joselu Mato chỉ là phương án dự bị tại Real Madrid, trong khi Lamine Yamal vẫn còn quá trẻ để đặt nhiều kỳ vọng. Như vậy, Dani Olmo cùng Mikel Oyarzabal sẽ là hai ngòi nổ mà đội tuyển áo đỏ trông chờ ở giải đấu tới. Hành trình vòng loại của Tây Ban Nha cũng không quá thuyết phục và họ cần phải cẩn trọng nếu không muốn thất bại ở bảng đấu tử thần này. Theo huấn luyện viên Fuente, Pedri chính là ngôi sao số 1 của đội tuyển ở giải đấu lần này và phong độ của ngôi sao thuộc biên chế Barcelona sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cách vận hành lối chơi của toàn đội tại Đức. Đội tuyển tiếp theo cạnh tranh một suất vào vòng trong đó chính là Croatia. Ở nhiều giải đấu lớn vừa qua, đoàn quân áo caro đều có được thành tích rất tốt, đặc biệt là ở kỳ World Cup gần đây khi giành hạng 3 chung cuộc. Nhiều khả năng đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của những ngôi sao như Luka Modric, Perisic, Kramaric hay Kovacic. Chính vì vậy họ sẽ cháy hết mình tại kỳ Euro lần này. Huấn luyện viên Zlatko Dalic đã đưa ra những lựa chọn tốt nhất về đội hình Croatia với sức mạnh trải đều ở cả 3 tuyến, cùng những nhân tố đã giúp họ gặt hái thành công tại World Cup trên đất Qatar như thủ thành Livakovic, hậu vệ Josko Gvardiol hay những nhân tố giàu kinh nghiệm như Marcelo Brozovic. Tất cả sẽ biến Croatia thành đối thủ cực kỳ khó chịu, không dễ bị đánh bại tại bảng tử thần này. Ngôi sao sáng nhất của đội chắc chắn vẫn là lão tướng Luka Modric. Anh vừa cùng Real Madrid đăng quang UEFA Champions League và dù chuẩn bị chạm ngưỡng tứ tuần, nhưng Lukaku vẫn duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Anh sẽ có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là dẫn dắt những cầu thủ trẻ cùng thế hệ xuất sắc với kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp sẽ mang đến màn trình diễn tốt nhất và gửi đến người hâm mộ. Một đội tuyển bí ẩn mang đến nhiều sự tò mò cho người hâm mộ đó chính là Albania. Họ đã xuất sắc vượt qua vòng loại với vị trí số 1 dù chung bảng với Ba Lan và Cộng hòa Séc. Điểm tựa lớn nhất của tập thể này chính là hàng phòng ngự khi họ chỉ để lọt lưới 4 bàn tại vòng loại và đây sẽ là thứ vũ khí để Albania chống lại 3 đối thủ ở bảng tử thần. Huấn luyện viên Silvinho cùng các học trò hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ nhờ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mình. Bộ tứ vệ Ivan Baliu, Adrian Ismaili, Berat Zimciti và Mario Bitai dù không quá nổi tiếng nhưng sẽ là chốt chặn không dễ để đánh bại. Còn ở nhiệm vụ ghi bàn thì Armando Broja sẽ là cái tên được kỳ vọng với màn trình diễn khá tốt cùng Fulham. Albania không phải tập hợp của nhiều ngôi sao nhưng họ có sự đồng đều cùng quyết tâm lớn để chinh phục giải đấu tại Đức. Vì vậy ngôi sao sáng nhất của họ chính là vị thuyền trưởng người Brazil. Ông đã biết cách gắn kết tập thể và lựa chọn đấu pháp hợp lý để biến đại diện vùng Balkan trở nên thú vị tại giải đấu này. Để dự đoán cục diện bảng tử thần là không hề dễ dàng khi không có bất cứ đội tuyển nào thể hiện sự vượt trội của mình. Nhưng với tình hình lực lượng cùng phong độ thời gian gần đây, Tây Ban Nha dĩ nhiên là đội tuyển được đánh giá cao nhất và vị trí dẫn đầu nhiều khả năng sẽ thuộc về họ.
Trong khi đó, Croatia sẽ vượt qua Italy để giành vị trí thứ hai. Nhưng với thể thức lấy 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, đội tuyển áo thiên thanh hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ để tiến vào vòng trong. Như vậy, theo dự đoán của chúng tôi, 3 đội tuyển hàng đầu ở bảng B sẽ có sự góp mặt ở vòng sau, trong khi Armani sẽ chia tay giải đấu với tư cách ngẩng cao đầu. Vì họ sẽ chiến đấu hết mình và mang lại khó khăn cho các đối thủ. Cuối cùng thì chúng ta hãy điểm qua lịch thi đấu tại bảng B. Với trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra, đó là cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha gặp Croatia vào lúc 23 giờ ngày 15 tháng 6. Nếu đội tuyển nào giành trọn 3 điểm, nhiều khả năng ngôi đầu bảng sẽ thuộc về họ. Sau đó thì Italia cùng Armani sẽ có dịp cho người hâm mộ kiểm chứng sức mạnh vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 6 để xem liệu họ có thể tiến sâu tại giải đấu này. Ở lượt trận thứ hai thì Croatia sẽ có cơ hội gây sức ép lên Tây Ban Nha và Italia với trận đấu sớm với Albania vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 6. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò Dalic sẽ tiến gần hơn vào vòng 16 đội. Còn ở trận đại chiến vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 6, một cuộc tái hiện chung kết Euro 2012 sẽ xuất hiện. Ở lượt cuối cùng diễn ra vào 2 giờ rạng sáng ngày 25 tháng 6, những chú bò tót sẽ dễ thở khi chỉ phải gặp Albania, trong khi Croatia đại chiến với Italia để định đoạt số phận của mình. Và đó sẽ là toàn bộ cục diện bảng B, được đánh giá là bảng tử thần tại kỳ Euro lần này. Theo các bạn thì đâu sẽ là hai cái tên dẫn đầu tại bảng đấu này, hay Armani sẽ tạo nên bất ngờ thú vị cho ba ông lớn được đánh giá cao hơn họ rất nhiều? Hy vọng rằng bảng B sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận cầu kịch tính, khó lường và không khiến bất kỳ ai phải thất vọng với danh xưng bảng tử thần.